Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở phần bài tập bổ sung của cái bài số 4 rồi, đúng không nào? Về các cái điều kiện để mà hai đường thẳng cắt nhau song song cũng như trùng nhau thì chúng ta đã nắm rồi, đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài cuối cùng trong cái chương 2 này của phần đại số. Đó chính là hệ số góc của đường thẳng y bằng ax cộng b. Được chưa? Ok. Trong clip hôm nay thầy sẽ tiến hành hệ thống hóa kiến thức cho các em phần lý thuyết để chúng ta nắm được và hình dung được hệ số góc của cái đường thẳng y bằng ax cộng b là gì và hình ảnh nó như nào, cũng như là các cái dạng toán cơ bản mà các em hay gặp ở trong cái bài số 5 này các em nha. Ok, chúng ta sẽ đi sang phần 1. Góc tạo bởi đường thẳng. Góc tạo bởi đường thẳng y bằng ax, ghi cụ thể luôn nha, y bằng ax cộng b. Điều kiện ta ở đây là a phải khác không, và cái trục gì em, và cái trục hoành đó chính là cái trục ox. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có cái hình ảnh trước để chúng ta dễ hình dung trước nha. Bây giờ thầy sẽ vẽ cái hệ trục tọa độ ra. Hệ trục tọa độ oxy thì chúng ta biết rồi, đúng không nào? Trục đứng đó chính là trục tung, còn trục nằm thì đó chính là trục hoành, là trục OX. Trục tung đó chính là trục OY. Giao của hai cái trục này thì chính là góc tọa độ O, XOY. Đúng chưa nào? Ok, chúng ta sẽ gọi một cái đường thẳng, cái thằng thẳng Y bằng AX cộng B thì chính là một đường thẳng D nào đó nha. Thì giả sử thầy sẽ có cái đường thẳng D này. Đây, cái đường thẳng D này nó sẽ cắt cái trục hoành. Đây, đây trục hoành này, đây trục tung này. Thầy chúng ta đang nói là góc tạo bởi đường thẳng y bằng ax cộng b và trục OX. Trục OX là chỗ này. Như vậy thì chỗ này chúng ta gọi cái giao điểm ở đây đó chính là điểm A. Đây chính là góc alpha. Đó, cái hình ảnh của chúng ta là như vậy. Được chưa nào? Thì trên cái đường thẳng D này chúng ta lấy một cái điểm, cái điểm bất kỳ nào đó, điểm M, điểm T, cái điểm gì đó chúng ta có thể đặt tên đây. Dù giả sử thầy lấy điểm T thì góc tạo bởi giữa đường thẳng D, đường thẳng D đó chính là đường thẳng y bằng ax cộng b và trục OX đó chính là bằng góc alpha. Alpha này nó chính là XAT, cái số đo của nó. Đó, cái hình ảnh các em thấy thế nào? Chúng ta ghi thầy ở đây là gọi A là giao điểm, gọi A là giao điểm của cái đường thẳng. Không? Đường thẳng D ở đây y sẽ bằng ax cộng b và điều kiện chúng ta là a khác không, được chưa? Với cái trục OX và T là một điểm, và T là một cái điểm nó nằm, gọi là nó thuộc đường thẳng D nhá, thuộc đường thẳng nằm đó nè. Ok, khi đó cái góc alpha nó sẽ bằng góc TAX, được chưa? Được gọi là góc tạo bởi đường thẳng. Như vậy thì D ở đây là y sẽ bằng ax cộng b và trục OX. Ta hình dung là đại khái cái góc đó đó chính là góc alpha này và tạo bởi cái góc này là dễ hiểu nhất, được chưa? Mục đích ta đi tính góc alpha là góc đây. Cái hình ảnh của nó là cho chúng ta như vậy. Thì ở đây á, cái góc alpha này nó có hai trường hợp em nhé, nó có hai trường hợp. Nghe thầy nói một xíu này, chúng ta căn cứ vào cái hệ số a, căn cứ hệ số a ở đây, thầy lấy ví dụ ở đây luôn để cho em hiểu này. Ví dụ thầy cho y bằng 3x cộng 2 đi, với lại y sẽ bằng âm 2x cộng 3 đi, ví dụ thế. Thì cái trường hợp 1 á, ví dụ đây là đường thẳng d1 đi, đây là đường thẳng d2, ví dụ thế nha. Thì cái anh d1 này này, cái anh đường thẳng d1 này thì các em thấy cái hệ số góc của chúng ta, thầy nói cái hệ số a của chúng ta ở đây, a chúng ta đi là bằng 3 thì cái này lớn hơn 0 đúng không?
Nhớ này, nếu mà cái này bằng 3 mà lớn không thì chúng ta suy ra đây đó chính là góc nhọn. Góc nhọn, điều kiện góc nhọn ta biết rồi, nó sẽ nằm chính giữa 0 với 90 độ. Còn nếu ở đây cái hệ số A của chúng ta bằng âm 2 nha, A chúng ta bằng âm 2 thì cái này nhỏ hơn 0 đúng không? Thì ra được góc tù. Được không? Ví dụ thầy đang vẽ như này, nó chính là góc nhọn này. Như này là góc nhọn. Nghĩa là A, cái hệ số A của chúng ta phải lớn hơn 0. Ví dụ thầy cho cái đường thẳng y bằng 3x cộng 2 thì hệ số A của ta đây là bằng 3. Thì 3 nó vuông, nó lớn hơn 0, chứng tỏ là gì em? Chứng tỏ là nó ra được góc nhọn. Còn nếu mà hệ số A của ta đây là âm 2. Đó nè. Em hiểu nè, thì khi đó nó nhỏ hơn 0 thì nó ra góc tù. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi thầy ở phần 2 hệ số góc của đường thẳng. Như vậy thì y bằng ax cộng b, điều kiện chúng ta đây là a khác 0. Chúng ta có thứ nhất, chúng ta chia trường hợp thứ nhất, nếu a lớn hơn 0 thì góc tạo bởi đường thẳng y bằng ax cộng b và trục ox là góc gì? Là góc nhọn. À, và nếu a càng lớn thì góc đó càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn bao nhiêu độ? Tại vì góc nhọn thì thầy đã nói là đã nằm trong cái khoảng từ 0 tới 90 độ, thì góc càng tăng, hệ số a càng tăng thì góc càng tăng, nhưng mà nó vẫn phải nhỏ hơn 90 độ. Nhớ là như vậy nha. Khi a nhỏ hơn 0 thì góc tạo bởi cái đường thẳng y bằng ax cộng b và cái trục ox là góc gì? Là góc tù. Nếu a càng bé thì góc đó càng lớn và ngược lại nha. Và góc đó nó phải nhỏ hơn bao nhiêu độ? Góc tù thì mình biết rồi, nó sẽ nằm ở trong cái khoảng gì em? Hồi mình học về góc rồi ấy, đúng không? Góc, ví dụ góc alpha là góc tù thì alpha nó sẽ lớn 90 độ nhưng mà nó phải nhỏ hơn 180 độ nếu nó là góc tù. Nhớ là như vậy nha. Còn đây là nhỏ này, đây là tù này, được chưa? Chúng ta kết luận ở đây vậy, cái góc tạo bởi cái đường thẳng d y bằng ax cộng b và cái trục ox nó phụ thuộc vào a. Nên là a dương hay a âm thì có hai trường hợp thôi, chứ nếu a bằng 0 thì đâu có được. A cái này phải khác không? Em hiểu không? Đấy, như vậy bây giờ chúng ta có một cái lưu ý cực kỳ quan trọng này. Lưu ý này. Trường hợp thứ nhất, khi mà a là lớn hơn 0 nha, thì ta có, chúng ta tính alpha bằng cách này, đó chính là tan alpha. Chúng ta học về lượng giác, tan thì bằng gì? Kem? Nếu như mà tan là bằng gì nè, bạn nào biết? Thôi giờ nói sin, nếu chúng ta được học về sin, cos, tan, cotan đúng không? Sin thì bằng gì? Đối chia huyền, đúng không? Sin thì bằng đối chia huyền, cos thì bằng gì? Kề chia huyền. Còn tan đó chính là gì? Đối chia kề. Cotan là bằng gì? Kề chia đối. Nhớ là như vậy. Như vậy thì tan alpha sẽ bằng là gì? Hệ số a, được chưa nào? Còn khi mà a nhỏ hơn 0 thì ta có tan của 180 độ trừ cho alpha sẽ bằng âm a. Ok. Đấy, nghĩa là ví dụ như này nha, nghe thầy nói này, nếu mà cái góc alpha mà nó nằm ở đây á thì em tính dễ rồi, đúng không? Sẽ bằng đối chữ kề này, đối chữ kề là ra tan này. Nhưng mà để tính ví dụ cái góc tù nằm bên đây đây, ví dụ thầy lấy ví dụ cái góc beta ở đây nha. Beta ở đây thì các em sẽ tính giùm thầy alpha trước, sau đó các em lấy 100. Tại vì beta và alpha là hai góc kề bù. Hai góc kề bù thì nếu các em biết được alpha, ví dụ góc này bằng 60 độ thì góc này sẽ bằng 120 độ. Nghĩa là bằng cách nào? Chúng ta tính được 120 độ bằng cách chúng ta lấy 180 độ trừ cho góc alpha này ra. Các em hiểu không nào?
Như vậy thì để tính được cái góc tu này thì các em bắt buộc phải tính thành góc nhọn này. Sau khi có góc nhọn này thì chúng ta sẽ lấy 180 độ trừ cho góc nhọn này ra thì ra được góc tu ở đây. Các em hiểu không nào? Chứ chúng ta không tính góc tu này được mà các em phải tính góc nhọn. Hiểu không chưa? Đó. Ok. Thì thế nào? Và các em lưu ý này, một cái lưu ý nữa đó chính là các cái đường thẳng có cùng hệ số A A là cái hệ số của x thì tạo với cái trục OX các góc bằng nhau, các em nhớ thầy như vậy nha. Thì là ví dụ như y bằng âm 2x cộng 3 rồi y sẽ bằng âm 2x cộng 5 chẳng hạn, thì ở đây cái hệ số A chúng ta là âm âm 2 này, ở đây âm 2 này, thì khi đó nó sẽ có hệ số góc bằng nhau nếu mà có cùng hệ số A, các em hiểu chưa nào? Được chưa nào? Thì các em nhìn làm thầy một lần nữa ở cái phần 1 và phần 2. Bây giờ hình dung ra được cái thế nào là hệ số góc của đường thẳng y bằng ax cộng b a khác 0 với cái trục OX chưa nào? Đó. Một số cái đề thì người ta hay yêu cầu các em tính hệ số góc các em nhé. Xác định hệ số góc và cái góc nó bằng bao nhiêu độ. Các em phải phải biết cách. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở phần thứ ba là các dạng toán cơ bản em nhé. Các dạng toán cơ bản, chúng ta đi sang cái dạng 1. Đó chính là cái việc xác định hệ số góc của đường thẳng. Cái dạng này thì rất dễ em, dạng này thì nhìn vô thì biết ngay không? Thì cái đường thẳng D mà có phương trình về phương pháp này, thì cái đường thẳng D có cái phương trình đường thẳng của chúng ta có dạng là y bằng ax cộng b dạng tổng quát nhất a khác không, thì có hệ số góc. Đó chính là gì? Đó chính là cái hệ số A này. Nhớ thầy như vậy nha. Thầy lấy ví dụ. Ví dụ như cái hệ số góc của cái đường thẳng, ví dụ như là y sẽ bằng là 3x cộng 7 đi. Đó chính là gì? Đó chính là cái hệ số A của ta đây. Đó chính là A sẽ bằng là âm, hay thầy nói bằng bằng 3. Được chưa nào? Hệ số A thì chính là hệ số góc luôn nha. Cái dạng thứ hai chúng ta hay gặp đó chính là tính góc tạo bởi tia OX và đường thẳng D. Về phương pháp thì chúng ta sẽ gọi alpha là góc tạo bởi tia OX và đường thẳng D. Khi đó ta có nha, khi đó tan alpha sẽ bằng hệ số góc A. Em hiểu nào? Thì lấy ví dụ như góc tạo bởi tia OX và cái đường thẳng D, y sẽ bằng là căn bậc 2 của 3 nhân x cộng 1, đó chính là alpha. Thì khi đó tan alpha sẽ bằng a hệ số a chúng ta đây là căn bậc 2 của 3 này. Đó. Nên từ đây chúng ta suy ra alpha này sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng 60 độ. Để chưa nào? Thì đó chính là các cái dạng toán cơ bản mà các em hay gặp ở trong cái phần này. Được chưa nào? Ta hết sức lưu ý nha. Còn trong quá trình mà dạy á thì tới đâu thì thầy sẽ nói tới đó. Tại vì toán thì nó có rất là nhiều dạng và
khi mà gặp thì thầy nhấn mạnh thì các em phải lưu ý và ghi chép đầy đủ vào trong vở để chúng ta mục đích cuối cùng đó chính là gì? Đó chính là cuối năm chúng ta hoặc là học kỳ 1 chúng ta có thể trải qua được những cái kỳ thi đạt được những thành tích cao nhất và đặc biệt là kỳ thi cuối cùng đó chính là kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10 mà các em cuối năm nay chúng ta phải trải qua. Bất kỳ ai đã là người đi học thì chúng ta phải phải trải qua những kỳ thi như vậy. Mà trong quá trình thi thì chúng ta phải học từ bài đầu cho tới bài cuối, sau đó chúng ta ôn luyện đề, gặp dạng nào thì chúng ta sẽ làm được cái dạng đó là ok, chúng ta phải tự tin. Các em hiểu chưa nào? Trò của thầy thì cái khóa 2K5 vừa rồi thì đậu được trường chuyên và các kiểu khoe trên mạng rất là nhiều em. Nên khóa 2K6 này cố gắng hết sức nha. Ok. Chúc em học tốt và trong clip sau thầy sẽ quay cho các em phần bài tập bổ sung ở cái bài số 5 này. Ok, bye bye các em nha.